Tối qua trên địa bàn thành phố Việt Trì đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến nhiều người bức xúc. Người dân cho biết, tài xế điều khiển chiếc ô tô này sau khi va chạm với phương tiện khác đã không dừng lại để giải quyết vụ việc mà cho xe di chuyển qua nhiều tuyến đường. Nhiều người dân đã hô hoán phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông truy đuổi, yêu cầu tài xế dừng xe tại một tuyến đường trên địa bàn phường Tiên Cát. Công an thành phố Việt Trì đã tiến hành lập biên bản hiện trường, đưa tài xế và xe ô tô về trụ sở để điều tra, làm rõ. Theo quy định, người gây tai nạn giao thông không dừng lại là hành vi vi phạm pháp luật. Người bỏ trốn khỏi hiện trường, bỏ mặc người và phương tiện gặp nạn sẽ bị phạt hành chính tới 18 triệu đồng và tước bằng lái xe có thời hạn hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ nghiêm trọng của vụ va chạm.